Ok, hello mọi người, đến với video theo của mình Muội đây. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip. Mình sẽ đi trôn bút, mình sẽ đi lừa tiền kim cương bút để quay khẩu Suka tình Suka mới nhá. Ok, giờ mình sẽ làm nha mọi người. Alo, có việc gì không? Đây rảnh không? Hôm nay em bảo đi học mà. Học hành gì tầm nấy nữa, cuối năm rồi. Nghỉ à? Thế hôm nay bảo đi học. Trốn không phải nghỉ, trốn đấy. Vãi nồi trốn học. Trốn có một có việc gì không? Có việc gì không? Việc quan trọng ư? Có. Có thì mi trốn chứ. Thế nói đi. Rảnh không? Anh rảnh không? Rảnh. Rảnh thế không? Rảnh cả buổi trưa không? Em chả rảnh. Đi không? Đi đâu? Đi khách sạn. Đi khách sạn. Đi không? Nay đứng à? Thì có đi không? Nhưng mà sau này lãng thì em rủ anh đi sao? Thì nay thích thì rủ đây. Thế đứng đúng không? Muốn trịch anh hay gì? Tào lao, thế có đi không? Muốn trịch anh đúng không? Nó thật đi rồi, còn biết được mà đi. Thì như nào cũng được. Cũng gì mà chả được. Thật không? Thật. Nhớ nhá. Ừ, nhưng mà có đi không? Đi chứ, thì là cậu gì cũng đi chứ. Chứ nay lại nứng đúng không? Ok, anh lấy đồ nữa. Từ từ, chưa đi luôn. Cái gì nữa? Chưa đi. Đi vội làm cái gì? Cái gì nữa? Cho đi. Đi, rủ người ta đi, người ta muốn đi thì mà từ từ. Nhanh lên. Cho anh đem kim cương gây súng đã. Vãi nồi. Thấy khẩu giờ ca mới không? Tí nữa đi cho, tí nữa đến khách sạn đây cho. Về rồi cho, à đi cho đã rồi đi. Có thật không? Thật. Nhớ nhá. Ừ. Không đi sao? Hứa đi. Anh cho rồi mà không đi nữa thì đập vậy. Ok, cho đi nha. Cho quay xong rồi đi nha. Bao nhiêu? Thì bao nhiêu đủ thì để quay thôi. Cho rồi đi luôn đấy rồi quay sau nhá. Không quay luôn. Nhanh lên. Cho đi đã, ơi lỏng quẳng thế nhỉ. Cho đi rồi quay xong mới đi chứ nhỡ đâu quay nó không ra là sao? Chờ tí. Nhanh lên, trời ơi cậu Suka đẹp. À đẹp thì không phải đẹp nhưng mà nó khỏe. Đâu rồi? Đây. Nhanh lên. Quay thì khoảng bao nhiêu nó ra? Thì em nó sắp được. Được chưa? Ok chưa? Bây giờ đi làm nhanh lên. Lấy đồ đi. Chưa, từ từ. Làm nhanh lên, lấy đồ đi còn đi làm nhanh lên. Từ từ. Cái gì nữa? Trời ơi. Em bắn thử khẩu Suka này đã. Bắn thử làm cái gì nữa? Tí về rồi bắn sau. Không, solo với em đi, em bắn thử. Lại còn thế nữa, tí ra khách sạn bán sau anh bắn cho của em cũng được mà. Anh tí đấy kiểu gì anh cũng bắn mà. Em thử cơ mà. Tí anh bắn cho. Không. Thôi đi. Thế có solo không? Trời ơi, lại còn thế nữa. Em bắn khẩu này, anh bắn khẩu Suka Titan. Solo xem khẩu nào khỏe hơn. Thôi được rồi, nhanh lên. Nhanh lên, tạo phẩm đi. Rủ người ta đi, làm người ta vã lắm rồi. Nhảy lên đây, tạo phòng đây, solo nèo. Trời ơi, có cần thắng thua gì không? Không cần, bắn thử xem mà. Nhanh lên. Cứ rục nữa nhỉ? Rục chưa? Đập ta. Làm gì đủ tiền mua Suka? Đủ. Chuyện này thôi, chuyện. Em chết. Hả? Em chết lấy tiền mua Suka. Thế á? Ừ. Anh cũng chết đi, chết cùng đi. Ừ, xem ai chết trước nhá. Ok nhá, bây giờ chạy thẳng nó bao luôn nhá. Ok. Rồi. Anh còn chưa bẩn à? Xem chết nhanh đi, anh ra trước mà. Không phải đâu, anh chưa bẩn rồi. Khẩu em tăng cái gì, với cái gì? Solo luôn nha, chỉ bắn Suka thôi nha. Rồi, nhanh lên. Anh... Nó chọc thủng quần như thế này, nhanh lên. Cái gì chọc thủng quần? Anh không biết nữa. Ui dồi ôi, nhanh lên. Ui. Ê, khỏe không? Khỏe
gì anh không cần biết thằng thua đâu. Muốn đi lắm. Nào. Nhanh lên. Muội này. Anh ra khách sạn kiểu gì cũng chỉnh muội cho xem. Mà anh rủ ra khách sạn thì chỉnh anh hay là hay để anh chỉnh. Cũng được. Ui. Khỏe không? Khỏe con khỉ. Tí nữa ra khách sạn nhớ là cho anh chỉnh ấy. Chẳng em lại chỉnh anh. Chứ có gì nữa. Cả hai đều chỉnh nhau. Thế để anh chỉnh hơn đúng không? Thế em làm gì? Đâu em được? Đây. Nói ra đây bắn nhau nè. Nào ra đây. Nào. Nhanh lên trời ơi. Cái gì? Muội. Con đập bút chơi bẩn thế. Bẩn đâu mà chơi bẩn. Đã bảo định làm mấy shot. Một shot thôi á? Phí tiền cũng sẵn quá. Mất công thuê phải làm 3-4 shot vào. Một shot thôi. Anh tốn kim cương thì còn cho mới một shot. Điên à. Một là nhiều rồi. Ào ra đây xem nào. Anh nhìn trời ơi. Con làm bút lại chưa bẩn thế. Bẩn đâu mà bẩn. Cho một like và một ít like. Không. Em pro laser mà. Nên. Chiều lắm rồi đấy, chiều hơn cả con đẻ rồi. Con cái gì? Chiều mẹ chứ. Cả chiều mẹ. Con lợn. Sao con chửi ra con lợn thế? Con lợn này. Con lợn vô chuyện bản thật sự. Cái gì? Thôi nhanh lên. Anh bây giờ anh thằng ăn ngu chứ che nó xấu làm cái gì á? Nó nhìn như kiểu khẩu bình thường ấy, mà khẩu mặc định ấy. Chị ai bảo em mua đã bảo. Ai bảo anh quay làm gì? Chứ em bảo anh quay cho gì đi khách sạn cơ mà. Không, giờ xoáy xấu bé. Thử tiền mới đi gì? Quay khẩu này. Kìa. Em bảo anh quay cho cơ mà, đừng có đi khách sạn mà. Mẹ ai quay xấu nhỉ? Bây giờ em bảo là. Chị ai khác tự. Ai bảo anh muốn đi khách sạn rồi. Em bảo anh quay cho thì có đi khách sạn rồi còn giờ kêu gì xấu gì. Ai bảo cái gì? Đấy nó bắn ngu thật sự. Thì em rủ anh đi cơ mà, xong em đòi anh quay cho bây giờ thôi. Cái gì cứ cho là nó đều đi nhanh lên, bán trận cuối này. Em quay xuống đều nha, hay anh quay nó đều đấy. Mà em đều gì cơ. Chịu luôn. Quay xuống đều thế. Anh ơi. Bạn em bắn đều giỏi lắm nói. Mà bạn em bắn toàn headshot kiểu tâm thôi. À thế bây giờ em bắn thử anh xem có headshot kiểu tâm không? Không bắn được. Bắn đi không? Đấy đây headshot kiểu tâm này. Không phải đâu. Rồi. Nhanh còn đi nào. Chúng đều quá. Đều đâu mà đều, do em bắn gà như nên. Không phải gà đâu, em bắn hay mà. Hay đâu mà hay. Dạ, thấy chưa. Đi khách sạn đi. Đi khách sạn. Đi khách sạn. Đi. Xuống đều được quá. Yeah. Thôi lấy đồ muội ơi, lấy đồ đã. Alo. Nhanh lên lấy đồ nào muội ơi. Alo. Còn đi. Alo. Nào. Hả? Không đi nữa, súng đều quá. Thôi nhanh lên, đùa không anh đi, à? Anh quay súng đều của bà. Đùa anh nữa, quay cái gì ạ? Đùa cái gì mà đùa, súng quay đều quá, không đi nữa đâu. Quay súng gì mà bắn cả chúng cái gì cả? Ai bảo em bắt khác không bắn chúng cơ mà? Cái gì? Đi. Đi cái gì mà đi súng đều, không đi đâu. Alo, đi học nhá. Ok anh em ạ, thì mình đã lừa là con lợn bút rồi. Ok, thì khách sạn cái gì tầm này. Ok nhá, thì nói chung là mình lừa hắn thì mình lấy kim cương, mình quay đồ thôi. Tại vì là mấy lần trước hắn bùng kèo mình vẫn cay. Đó, nói chung là chôn nhau thôi nha mọi người. Đừng có mà chửi mình này nọ. Ok, thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ nhé. Bye bye.